Ai yêu chim, ai mến chim, vì mỗi lần chim hát rất là vui. Ai chà, một gánh đam mê các bạn. Chim cảnh mà, mùa mưa này nó không được đẹp. Nó thay lông xấu quắc. Nhưng mà mình phải nuôi dưỡng đam mê của chính mình. Các bạn, ở đây mình gánh một gánh đam mê đây, hai con chim. Nó thay lông xấu quắc. Và để giải đáp thắc mắc có rất là nhiều bạn hỏi, mùa mưa này chim thay lông có nên cho ăn đồ tươi không và ăn những gì là hợp lý nhất. Nhưng bạn nào đang thắc mắc, đang quan tâm, không nên bỏ qua chi tiết nào nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cho chim ăn những mồi tươi gì để nó hot và để lông nó đẹp. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể nha các bạn. Ở đây mình có hai con chim cũng đang thay lông gần xong rồi. Cái này, cách này bạn có thể áp dụng cho tất cả các loài chim nha các bạn. Giống như hoạt thơm này, ở đây mình có hoạt thơm này, rồi trà mau này, mi khiếu này, than lửa này, các cái dòng chim sâu, tất cả các dòng chim đều được. Tại mùa mưa này con nào nó cũng rất lông các bạn, không riêng gì chim hoàn hoạt hay là chim trà mau. Đây, và ăn màu rau đây ha. Đây các bạn, đây các bạn tiến gần hơn để các bạn dễ thấy. Đây, hoạt thơm của mình đây. Đó, thay lông gần xong rồi nha các bạn. Cái mùa mưa này đa số là chim nó thay lông, mà nó thay lông thì nó lại không có sung. Đấy, màn chào khán giả như vậy là được rồi. Cầm trên tay hot như vậy là ok nhé các bạn. Mùa mưa thì mặc mùa mưa. Đây là cào cào các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình, mùa mưa này cho ăn mồi tươi nào cho hợp lý và con cào cào này cho ăn có được không. Lát nữa mình sẽ chia sẻ xong nha các bạn. Con cào cào này bây giờ phải mua, còn ngày xưa là đi bắt không à, không cần mua nhiều lắm. Lấy cái vợt, vợt một cái là được một nắm vậy, giờ nó không có nữa các bạn, giờ ít lắm. Đây là màu râu này các bạn. Rất là đẹp trai. Rồi, không để các bạn chờ lâu, vào nội dung chính của video là giải đáp thắc mắc có rất là nhiều bạn hỏi, chim thay lông ăn mồi tươi có được không. Câu trả lời đầu tiên là mình xin nói là được nha các bạn. Nhưng như thế nào là được và như thế nào cho nó đúng, cái đó mới là cái vấn đề các bạn. Ăn mồi tươi thì được rồi đó, nhưng bạn cho ăn như thế nào. Nếu bạn cho ăn nhiều quá nó dẫn tới tình trạng con chim có thể bị đứng lông hoặc con chim có thể thay lông lâu hơn. Các bạn, không phải là cho ăn mồi tươi nhiều là tốt, nhưng nếu bạn không cho ăn nó dễ bị suy chim các bạn. Đó, mà bị suy chim rồi mình phục hồi lại rất là lâu. Để duy trì được con chim, ổn định con chim thay lông, bạn thích nghe mang ra nó vẫn hot, và nó nhanh xong lông để nó đẹp. Cái dòng chim cảnh mà các bạn, nếu mà nó xấu nhìn không ưa, ưa miếng nào hết. Đó, cứ cảnh là phải đẹp cái này, đẹp trước rồi hot thì từ từ. Những bạn nào nuôi đam mê và những bạn nào nôn nóng, nó giống như một trận đá banh các bạn. Giống như Euro đang diễn ra đó, hôm qua đó, bạn nào bắt nằm tài cùng là 45 phút, nhưng bạn nào nằm tài thì thấy thời gian nó nhanh hết quá. Còn bạn nào nằm xỉu á, thì thấy thời gian nó trời ơi, coi nãy giờ mà cả tiếng đồng hồ chưa hết hiệp một. Nhưng mà không phải các bạn, nó có 45 phút à. Trận nào nhiều lắm thì bù giờ 10 phút nữa, chứ nó không tới một tiếng. Nhưng mà bạn nào nằm dưới cảm thấy như một tiếng. Đó các bạn, chim này nó cũng vậy.
bạn nôn nóng quá giống như bạn nằm xỉu thôi. À, bạn trông cho nó hết giờ để bạn lụm. À, thì chim cũng vậy, bạn trông cho nó nhanh hót để bạn nghe, nhưng mà không được, cái thời gian nó cố định đó rồi. À, nó 45 phút là 45 phút. Như con hoạt thơm này, cái bạn chăm kỹ à, thì một tháng nó mới hót, là nó phải tới tháng nó mới hót. Chứ còn không có cách nào mà bạn bắt trong rừng về 2-3 ngày sau mà nó hót được, hoặc là cầm lồng nó không nhảy được. Cái gì nó cũng cần thời gian các bạn. À, còn cái cách chăm mùa mưa nó càng đơn giản thì con chim của các bạn càng nhanh ra lông. Thứ nhất là ăn cám bình thường, không có quá nhiều chất. Cái thứ hai là cái mùa tươi. Thay vì các bạn cho ăn con cào cào này mỗi một ngày các bạn cho ăn một bịch, thì mùa thay lông các bạn giảm lại một nửa. À, 2-3 ngày bạn cho ăn một bịch. À, cho nó có đồ tươi, cho nó có sức đề kháng, cho nó mạnh con chim, nó khỏi bị con chim. Cho nó mạnh con chim, nó khỏi suy chim. À, lông lá nó mướt rệt bóng người mới được. Các bạn, chim là phải vậy. À, chim là cứ phải đẹp, đẹp mới chơi, xấu không chơi. À, cứ sách lên cứ bóng người là ok. À, mướt rệt. Còn cái cào cào này, các bạn, nếu mà chim đã xong lông rồi, các bạn cho ăn một ngày một bịch á, con chim của các bạn cực kỳ sung nha các bạn. Tại cái này nó đồ hoang dã, đồ thiên nhiên, không có nuôi. Hoặc là người ta nuôi là người ta chỉ nuôi cỏ thôi, chứ không có nuôi được con cào cào này, nó không có ăn cái gì hết. Nó ăn các cái xương, các cái tinh túy của thiên nhiên. Mình không có nuôi được con cào cào, chỉ nuôi cỏ cho cào cào nó trú ẩn. Các bạn, bây giờ cào cào nó mắc, nó có giá trị, có rất là nhiều bạn, rất là nhiều người đã nuôi cỏ để cho cào cào nó trú ẩn, nó sinh nở. À, các bạn, cào cào này nè, nó có dạng to và dạng nhỏ nha các bạn. Đây, nếu con chim của các bạn to thì các bạn lựa con to và bứt cái giò đá đi. Còn chim của các bạn nhỏ thì lựa con nhỏ, khỏi cần bứt cũng được. Đó, thấy vô là nó lụm, bụp bụp liền. Mùa thay lông này, thức ăn tốt nhất, cái đồ tươi tốt nhất đó là trứng kiến. Các bạn kiếm được trứng kiến là số 1. À, thứ nhất con chim nó nhanh ra lông. À, thứ hai là trứng kiến đó, các bạn, nó nhiều chất lắm, nó không có nóng như cám mà nó mát. À, nó có chất béo này, rồi là nó mát chứ nó không có nóng. À, các bạn, đặc biệt hạn chế nhất là sâu. Mùa mưa này các bạn không nên cho ăn sâu các bạn, nhất là sâu gạo, nó cực nóng dẫn tới tình trạng con chim bị xoắn lông, đứng lông, khó ra lông nha các bạn. À, đó là những gì mình biết, mình chia sẻ lại các bạn, mình giải đáp thắc mắc cho các bạn. À, bạn nào có ý kiến nào hay hơn, có giải pháp nào hay hơn để lại bình luận bên dưới. À, mình sẽ phản hồi bằng những video sớm nhất. Và video đến đây tạm dừng rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Chào ạ.